Kamala mentioned my name, I think, 21 times. She didn't mention the border. She didn't mention inflation. She didn't mention anything but my name over and over and over again. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tổng tuyển cử ở Mỹ, ngày 5 tháng 11, khi cử tri Mỹ đồng loạt đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cuộc đua nước rút vô cùng gay cấn giữa ứng cử viên Đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump đang thu hút sự chú ý không chỉ của người dân Mỹ mà còn cả dư luận trên toàn thế giới. Kết quả cuộc bầu cử này không chỉ quyết định tương lai và con đường nước Mỹ sẽ đi trong 4 năm tới, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền chính trị và kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam, một đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Trước thềm sự kiện quan trọng này, hôm nay chúng ta mời đến đây hai khách mời có nghiên cứu và hiểu biết sâu rộng về nước Mỹ, cũng như quan hệ Việt Nam-Mỹ. Đó là Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nhiệm kỳ 2014-2018, và Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn các khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Thưa Đại sứ Phạm Quang Vinh, xin ông cho biết những điểm nhấn đáng chú ý của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay ạ. Trước hết thì về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay thì phải thấy rằng là đây là một cuộc bầu cử rất khác và rất đặc biệt. Cái điều thứ nhất ấy, đó là cái cuộc bầu cử này nó có rất nhiều những cái trục trặc và những cái điểm khác. Nhân tố ông Trump quay trở lại, rồi nhân tố Đảng Dân Chủ lại phải thay ngựa giữa dòng, và Kamala Harris đã thay ông Joe Biden vào tháng 7 vừa rồi. Rồi là câu chuyện có rất nhiều những cái sự cố như là Trump hai lần bị ám sát, hay là những cái câu chuyện mà nước Mỹ phải ứng phó với lại hai cái cơn bão vừa rồi cũng gây ra những ảnh hưởng rất lớn, và cái việc cứu trợ cũng có thể tác động đến cái bầu cử. Cái câu chuyện thứ hai ấy, là nước Mỹ bây giờ cũng rất khác. Một nước Mỹ phân hóa, nước Mỹ duy là đã ra khỏi đại dịch, tuy là đã kiểm soát được lạm phát, nhưng vẫn đang có những khó khăn trong nước rất nhiều. Mà cái cảm nhận của người dân về cái khó khăn kinh tế là vẫn còn rất lớn. Hay là nước Mỹ cũng đang phải ứng phó với nhiều cái cuộc khủng hoảng xảy ra ở trên thế giới, trong đó có Trung Đông và Ukraine. Ví dụ như vậy. Câu chuyện thứ ba là cái câu chuyện cuộc bầu cử này cho đến giờ này chỉ còn khoảng 2 tuần thì nó vẫn rất sát sao. Chưa phân định được ai đã có đủ được khả năng có đủ được cái 270 phiếu đại cử tri để có thể thắng cử, và như vậy nó dồn vào các cái bang chiến trường và họ đang cạnh tranh nhau quyết liệt. Thế thì chúng ta có thể thấy đây là một bầu cử chắc chắn là sát sao đến tận phút cuối. Vậy thưa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, hiện nhiều cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, xin ông cho biết tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ đối với hai ứng cử viên trong các cuộc thăm dò gần đây. Theo ông, tỷ lệ này có sát với tình hình thực tế hay không? Và liệu có thể xảy ra một cú twist nào vào những phút cuối cùng hay không ạ? Có thể nói rằng là các cái phiếu thăm dò ý kiến luôn luôn là cái tâm điểm chú ý của mọi cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và đặc biệt là trong cái cuộc chạy đua lần này vào cái chiếc ghế Nhà Trắng thì các cái cơ quan nghiên cứu, các cái hãng truyền thông và rất là nhiều các cái tổ chức độc lập khác đang rất là khẩn trương để tiến hành thăm dò ý kiến để cố gắng dự đoán xem cái lá phiếu nó của cử tri Mỹ nó sẽ nghiêng về bên nào. Và có thể nói rằng là tất cả các cái hãng mà nghiên cứu thăm dò chính cho đến thời điểm này thì đều cho thấy cái kết quả thăm dò cử tri rất là sát sao giữa hai ứng cử viên. Có thể nói rằng các hãng khác nhau thì có đưa ra các cái kết quả khác nhau, nhưng mà cái tỷ trọng về thăm dò ý kiến thì cho thấy hai cử tri đều có cái tỷ lệ thăm dò, kết quả thăm dò rất là sát nhau. Tôi lấy ví dụ như là Gallup, một cái tổ chức mà nghiên cứu cũng rất là uy tín, thì cho thấy rằng là ông Trump đang dẫn bà Harris một điểm, 1 trên 100, như vậy là tỷ lệ rất là sát sao. Hay là hãng Pew Research thì có cái tỷ lệ ngược lại là bà Kamala Harris khoảng 50%, ông Trump thì khoảng 48% cho đến cái thời điểm hiện nay. Hay là hãng ABC thì cũng cho một cái tỷ lệ giữa hai cái ứng cử viên nó cũng tương tự như vậy. Thì điều đáng nói ở đây là không chỉ cái tỷ lệ nó rất là sát sao, mà cái tỷ lệ đó nó lại cái mức chênh lệch nó nằm ở trong cái vùng của người ta gọi là sai số thống kê. Điều đó có nghĩa rằng là cái kết quả thực tế nó hoàn toàn nó có thể ngược lại so với lại cái phiếu thăm dò, bởi vì là cái xác suất thống kê
nó nằm ngoài, nó lớn hơn so với lại cái khoảng cách giữa hai cái ứng cử viên này. Thì điều đó một lần nữa khẳng định cho thấy rằng là cái kết quả của cái bỏ phiếu thực tế nó hoàn toàn có thể ngược lại so với lại những cái dự báo của các cái hãng thăm dò, và nó cũng cho thấy cái tính kịch tính của cái cuộc chạy đua lần này vào chiếc ghế của Nhà Trắng. Dạ. Vậy cá nhân ông thì dự đoán ai sẽ giành chiến thắng ạ? Với một cái tỷ lệ sát sao như thế thì tôi cho rằng rất là khó dự báo. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi muốn nói là cái dự báo về ai sẽ giành chiến thắng nó chỉ là một trong những cái nội dung dự báo. Đối với mỗi một cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì còn nhiều các cái nội dung khác tôi nghĩ rằng cũng quan trọng không kém. Ví dụ như là ai sẽ, đảng nào sẽ chiếm được đa số ở trong cái Quốc hội Mỹ ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Đấy cũng là một cái kết quả quan trọng, bởi vì cái kết quả của cái tổng thống Mỹ, của bầu cử tổng thống, rồi kết quả về ai sẽ nắm giữ các cái viện ở trong Quốc hội Mỹ, nó cũng là một cái kết quả rất là quan trọng. Nó quyết định cái nền chính trị, cơ cấu của nền chính trị Mỹ sau bầu cử nó sẽ như thế nào. Và đấy cũng là một nội dung còn chúng ta cần phải theo dõi. Cái thứ ba nữa, đối với cử tri Mỹ thì không chỉ người ta bầu tổng thống liên bang, mà các thống đốc bang cũng là một cái nội dung mà người ta cũng rất là quan tâm và có cái tác động trực tiếp đến cái đời sống của họ. Thì tôi cho rằng là các cái nội dung mà chúng ta cần theo dõi nó không chỉ là ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, mà còn có các nội dung khác cũng rất quan trọng khác. Dạ, với đại sứ Phạm Quang Vinh thì dự đoán của ông về kết quả bầu cử Trung Quốc sẽ như thế nào? Trước hết thì như chúng ta vừa trao đổi đấy, cuộc bầu cử này rất sát sao. Sát sao có nghĩa là này nó cái độ chênh không quá lớn, và hai cái độ chênh ấy nằm trong cái khoảng cách sai số. Anh Sơn thì cũng có nói rằng là bất cứ lúc nào nó ra một cái cuộc cờ thực tế có khi nó lại đảo chiều. Nên nó sẽ cho thấy rằng là này, cuộc bầu cử này cho đến phút chót, tức là đến mùng 5 tháng 11 vẫn còn rất khó khăn. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa, vì rằng là này người ta quá sát sao, có thể chỉ vài chục ngàn lá phiếu đã có thể làm đảo chiều một cái kết quả bầu cử ở bang nào đó. Cho nên là bây giờ người ta đang tính rằng là này, cái lá phiếu phổ thông, cá nhân tôi cho rằng là này, với những cái thăm dò dư luận như hiện nay và với cái cá nhân mình cũng dự đoán thì bà Kamala Harris có thể là đạt được nhiều hơn. Nhưng mà cái lá phiếu đại cử tri để có thể quyết định cái thắng cử là ai thì cái này là còn rất sát sao. Cái điểm thứ ba nữa là nó dồn vào 7 cái bang là bang chiến trường. Thì bây giờ người ta cũng cho thấy cái con số rằng là này, không ai nắm được hết cả mấy cái bang này. Cũng lên cũng xuống, cũng lúc người 4, người 3. Và Pennsylvania là cái bang mà đang tranh đua quyết liệt nhất. Ở đây có 19 cái phiếu đại cử tri là lớn nhất trong số những cái bang mà được gọi là bang chiến trường này. Nên ai cũng nhắm vào đây. Nhưng mỗi một người, Trump hay Kamala Harris, đều có những điểm mạnh, điểm yếu ở khu vực này. Thế thì cá nhân tôi suy nghĩ rằng là có mấy điểm mà chúng ta phải chú ý, phải theo dõi rất sát mấy cái bang chiến trường. Ai cứ hơn phân, và cái chuyện hơn phân này sẽ không nhiều đâu. Chỉ vài chục ngàn phiếu, cái kinh nghiệm của 2016, kinh nghiệm của 2020, vài chục ngàn phiếu có khi anh ăn cả bang đấy, với cái phiếu đại cử tri ở đó. Cái điểm thứ hai nữa là một cái điều rất đáng chú ý. Dù rằng có rất nhiều những thăm dò dư luận trong cái chiều dài vừa qua thì cho rằng bà Kamala Harris nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là 1-2 điểm phần trăm và nó nằm trong cái sai số. Cái điểm thứ ba nữa là cái hưng phấn đối với bà Kamala Harris dường như chậm lại và nó chững lại rồi. Trong khi đó ông Donald Trump thì có được những cái cử tri rất nhiệt tình ủng hộ mình, nhưng cũng không mở rộng được cái cơ sở ủng hộ của mình, bởi vì cái chủ thuyết của ông ấy nó khá cực hữu, nó khá cực đoan. Và như vậy ông củng cố được cái lực lượng nòng cốt của mình nhưng lại không mở rộng được ra. Thế thì tôi quay trở lại, có hai cái điểm rất đáng chú ý có thể tác động đến cái câu chuyện mà tranh chấp ở các cái bang chiến trường này. Một là cái khả năng cử tri trên thực tế đi bỏ phiếu, và thành phần của cái cử tri này không phải những bất cứ ai đăng ký đi bỏ phiếu, không phải bất cứ ai thăm dò dư luận nói rằng họ ủng hộ bên A hay bên B mà cuối cùng họ sẽ đi bỏ phiếu. Thế thì họ nói họ ủng hộ hay họ nói họ có thể ủng hộ nhưng họ không đi bỏ phiếu thì cuối cùng cũng không thành. Đây là một cái rất quyết định ở nước Mỹ. Cái điểm thứ hai nữa, chúng ta phải thấy rằng là bà Kamala Harris thay ông Joe Biden là vào tháng 7. Trên thực tế, thực sự chính thức thì vào tháng 8. Thế thì bà ấy chỉ có 3 tháng cho đến ngày bầu cử để củng cố cái liên minh của mình. Thế thì tôi rất ngần ngại rằng liệu cái liên minh này có đủ nhiệt tình, có đủ nhiệt huyết họ sẽ đi bỏ phiếu trên thực tế hay không. Thế thì câu chuyện
trong cái tranh chấp ở các bang chiến trường này, cá nhân tôi cho rằng là nó rất sát sao với nhau, nhưng cái lo ngại chắc ở nhiều hơn ở phía bà Kamala Harris. Vậy theo đại sứ thì những yếu tố nào có thể tác động đến giai đoạn phút chót này và cái tác động đến cái kết quả cuối cùng của cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay ạ? Trong cái quá trình lịch sử bầu cử của nước Mỹ, người ta hay nói đến cái bất ngờ tháng 10. Bất ngờ tháng 10 là bất cứ một cái sự cố gì xảy ra vào thời điểm này mà có thể tác động cuộc bầu cử thì không một ứng cử viên nào có thể đảo chiều được, không đủ thời gian để có thể có những cái giải pháp. Thế thì tất cả những cái biến động trong thời gian vừa qua mà có những biến động rất lớn, chẳng hạn như thay ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, chẳng hạn như những mưu sát đối với ông Trump, chẳng hạn như những cái câu chuyện khác, những cái sự cố khác, thì tất cả những cái thứ đó, tôi cho rằng là này, nếu có một cái sự cố nào đó của tháng 10, có lẽ cũng không làm đảo chiều những cái câu chuyện mà đang diễn ra hiện nay, những cái xu hướng đang diễn ra hiện nay. Cái thứ hai, thế thì vài chục ngàn phiếu có thể quyết định cái thành bại của một ứng cử viên ở một bang, đặc biệt là ở bang chiến trường. Thế thì vài chục ngàn phiếu đó liệu vấn đề gì sẽ ảnh hưởng? Thế thì bất cứ một cái gì xảy ra cũng có thể tác động một bộ phận dân cư, một bộ phận cử tri. Có thể người ta nói rằng là chẳng hạn như câu chuyện ở Trung Đông, nếu bây giờ mà chiến tranh lớn lên, cái thảm họa nhân đạo ở Trung Đông nó tăng lên, thì có lẽ cái bộ phận cử tri Ả Rập, người Palestine, nhất là ở bang chiến trường ở Michigan, họ có thể họ đảo chiều, hoặc thậm chí họ không tham gia bỏ phiếu. Thì cái đó cũng có thể là những cái quyết định. Nhưng cuối cùng quay trở lại rằng là cái này, tỷ lệ cử tri thực tế đi bầu, cái thứ hai nữa là thành phần của cái bộ phận đi bầu thực tế đó. Thế thành phần, nếu mà ông dân chủ, ông chẳng mặn mà gì với ứng cử viên của mình, dù là ông ủng hộ nhưng không đi bầu, thì có khi đảng dân chủ mất phiếu. Hay là đảng Cộng Hòa cũng vậy, nếu ông không thực sự đi bầu cũng có thể mất phiếu. Cho nên tỷ lệ cử tri thực sự đi bầu và thành phần đó, nó sẽ là cái quyết định nhất được đối với 7 cái bang chính trường và đối với chung cuộc của cuộc bầu cử này. Vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, theo ông kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay sẽ tác động thế nào đến tình hình thế giới hiện nay? Và ông hãy phân tích về màu sắc chính sách đối ngoại của ông Trump và bà Harris nếu đắc cử Tổng thống Mỹ ạ. Trước khi trả lời câu hỏi chị, tôi muốn quay lại câu hỏi rất là thú vị mà chị vừa hỏi đại sứ Vinh. Tôi nghĩ rằng là các cái nhân tố mà đại sứ Vinh nêu ra rất là xác đáng. Nhưng mà tôi thấy có một điểm đáng chú ý trong bầu cử lần này, tức là thông thường các cái nhân tố về đối ngoại nó không phải nhân tố quyết định đối với lại mọi cái cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên trong cái bối cảnh mà tình hình thế giới nó đang rất là loạn như hiện nay, thì không loại trừ cái nhân tố đối ngoại, nếu mà nó xảy ra theo cái cách mà như đại sứ Vinh có nói đấy, nó sẽ tác động sâu sắc đến cái các cái thành phần ở trong nội bộ nước Mỹ, làm họ có những cái thay đổi nhận thức hoặc là thay đổi cái tình cảm một cách đột ngột, thì nó cũng có thể tác động đến cái kết quả, cái lá phiếu của họ và cái kết quả bầu cử nói chung. Và ở đây tôi đặc biệt là chú ý đến tình hình Trung Đông, không loại trừ là những cái diễn biến ở trên chiến trường Nga và Ukraine nó cũng sẽ có tác động. Với các cái chủ thuyết khác nhau của hai ứng cử viên đối với cái cuộc xung đột đó, thì nó cũng có thể tác động đến cái cử tri. Một nhân tố nữa tôi nghĩ rằng cũng rất là đáng chú ý, đấy là các cái tác động của mạng xã hội. Trong một cái bối cảnh mà cái mạng xã hội, nhất là trí tuệ nhân tạo, nó có tác động rất là nhanh, rất là sâu sắc đến cái môi trường thông tin mà các ứng cử viên, các cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu, thì chúng ta cũng không nên loại trừ cái nhân tố bất ngờ ở trên mạng xã hội này. Tôi có theo dõi một vài ngày gần đây thì tôi thấy các cái công cụ trí tuệ nhân tạo chủ chốt ở Mỹ thì họ đã không đưa ra cái bình luận của mình về các cuộc bầu cử Mỹ. Mặc dù đấy là cái công cụ mà rất nhiều người ta tìm đến vào cái lúc này, thì điều đó cho thấy rằng người ta đang tìm cách hạn chế cái tác động của trí tuệ nhân tạo và các công cụ mạng xã hội lên cử tri Mỹ. Nhưng đây nó luôn luôn một nhân tố bất ngờ. Thế còn quay lại câu hỏi của chị, thì các cái kết quả nó sẽ tác động như thế nào đến cái chính sách đối ngoại của Mỹ? Thì ở đây tôi thấy các nhà quan sát quốc tế người ta cho rằng là nếu mà bà Kamala Harris thắng cử thì nó có một cái sự liên tục, nó có một sự kế tục nhất định trong cái đường lối chính sách đối ngoại của Đảng Dân Chủ và của Tổng thống Biden cho đến nay. Vậy vậy cho nên là có lẽ chúng ta không có quá nhiều thứ để phải bàn nếu mà bà Harris bà thắng cử. Tuy nhiên rất nhiều câu hỏi ngược lại, thì đặt câu hỏi đối với lại cái tình huống mà nếu ông Trump ông thắng cử thì ông sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu, và ông sẽ thực thi cái chính sách của đường lối đối ngoại như thế nào.
đây có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là cái chủ trương, chủ thuyết của ông là đặt nước Mỹ lên trên hết, nó sẽ tác động như nào đến quan hệ của Mỹ, trước hết là với các đồng minh, sau đó là với các nước bạn bè, với các nước đối tác. Đấy là một câu hỏi. Chúng ta vẫn biết là ông Trump với cái chủ thuyết nước Mỹ là trên hết thì có cái thiên hướng co mình trở lại và bỏ rơi các nước đồng minh. Đấy là chưa nói đến nước, các nước bạn bè, các nước đối tác, và đẩy cái trách nhiệm nhiều hơn cho các nước bạn bè và đối tác. Đấy, ví dụ như các đồng minh trong NATO hay là các đồng minh ở Đông Á thì có nhiều khả năng là ông ấy sẽ có cái quan hệ nó song phẳng hơn với các nước đồng minh này và yêu cầu các nước đồng minh đó phải gánh vác nhiều hơn cái trách nhiệm đối với các vấn đề ở trong khu vực của mình. Cái thứ hai là người ta đặt rất nhiều câu hỏi xem ông ấy sẽ có cái chủ trương như nào với các đối thủ chiến lược của mình, ví dụ như là Nga, ví dụ như Trung Quốc. Ở khu vực của chúng ta thì có rất nhiều câu hỏi người ta đặt ra là cái biện pháp mà ông sẽ sử dụng để cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc sẽ như thế nào. Và nhiều người quan sát cho rằng là ông sẽ không ngại để có cái đối đầu trực diện hơn với Trung Quốc, nhất là về kinh tế. Và ông Trump thì có cái thiên hướng sử dụng các công cụ, các cái mà chúng ta vẫn gọi là vũ khí kinh tế nhiều hơn so với lại ông Biden. Cái thứ ba, tôi nghĩ rằng là cũng rất nhiều câu hỏi đặt ra là ông ấy sẽ có cách tiếp cận như nào với lại cái chủ nghĩa đa phương, chủ nghĩa toàn cầu. Chúng ta cũng biết là trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump thì ông ấy có cái thiên hướng là sẵn sàng rút ra khỏi các cái cơ chế đa phương mà Mỹ đã tham gia từ lâu. Thế và trong cái nhiệm kỳ 2, nếu mà ông thắng, ông đắc cử, thì người ta cũng lại hỏi là cái cách tiếp cận của ông với chủ nghĩa đa phương nó sẽ như thế nào, để ông sẽ có các cái biện pháp đơn phương như thế nào, và ông ấy sẽ có các cái cách tiếp cận đối với các vấn đề toàn cầu như là biến đổi khí hậu, ví dụ là kiểm soát vũ khí hạt nhân như thế nào. Thì rất nhiều các vấn đề toàn cầu đó là cái quan điểm và chính sách của ông Trump nếu ông đắc cử có thể sẽ có cái thay đổi rất là căn bản so với cái chính quyền đương nhiệm. Một vấn đề nữa mà người ta cũng đặt câu hỏi là cái cách tiếp cận của ông đối với các điểm nóng toàn cầu hiện nay. Ông cũng có rất nhiều các tuyên bố phải nói là rất là khác về cái cách tiếp cận của Mỹ nếu mà ông đắc cử trong việc tìm giải pháp cho các cái xung đột như là xung đột giữa Nga và Ukraine, hay là xung đột ở Trung Đông, hay là kể cả những cái điểm nóng như là điểm nóng ở eo biển Đài Loan, thì ông cũng nói rằng là ông sẽ có cách tiếp cận rất là khác so với lại những cái cách tiếp cận của chính quyền đương nhiệm. Vì vậy cho nên chúng ta có thể kỳ vọng rằng nếu mà ông Trump ông đắc cử thì chính sách đối ngoại nước Mỹ có thể có nhiều các thay đổi hơn so với lại nếu mà bà Kamala Harris đắc cử. Dạ, vâng ạ. Trong những năm qua, Việt Nam và Mỹ duy trì đà phát triển tích cực, ổn định và thực chất. Hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Điều mà chúng ta quan tâm hiện nay là việc Mỹ có tân tổng thống sẽ tác động thế nào đến quan hệ Việt-Mỹ, thưa đại sứ ạ? Trước hết thì chúng ta cũng phải hình dung các cái kịch bản khác nhau của cuộc bầu cử lần này. Nếu bà Kamala Harris sẽ khác mà ông Donald Trump thắng cử thì ông sẽ khác. Thế tiểu chung lại như tiến sĩ Sơn vừa nói thì tiểu chung lại có mấy cái điểm chung. Cái chung thứ nhất ấy là nước Mỹ ngày càng trở nên hướng nội hơn và ngày càng trở nên thực dụng hơn. Dù là bà Kamala Harris hay là ông Donald Trump lên cầm quyền, người ta đang tính đến lợi ích của nước Mỹ hơn. Dù là cách tiếp cận của bà Harris với ông Donald Trump có thể là khác biệt nhau. Cái điểm thứ hai nữa là cái câu chuyện về cái cuộc bầu cử 3-1 lần này, thì cá nhân tôi cho rằng là dù một trong hai ứng cử viên có thắng thì không có một đảng phái nào có thể nắm trọn cả ba nhánh quyền lực là Nhà Trắng, rồi Thượng viện và Hạ viện. Nó sẽ bị phân chia. Phân chia quyền lực rất sát sao thì nó đòi hỏi hoặc là rất dễ khó có được những cái chủ thuyết riêng của mình và được thực hiện một cách xuôi lòng của dân chủ hay của Cộng hòa, mà sẽ phải có phối hợp, phải có nhân nhượng giữa hai đảng với nhau. Nhưng lúc này nước Mỹ lại phân hóa cho nên sẽ khó có những quyết sách lớn theo một cái đảng phái nhất định. Đấy là một cái điểm chung. Cái điểm thứ hai nữa là nếu bà Kamala Harris mà thắng thì có lẽ là bà ấy đi theo cái chiều hướng của ông Joe Biden nhiều hơn. Nhưng Kamala Harris sẽ không phải là Biden. Bà ấy là một mặt thì là theo cái hướng chung của Đảng Dân Chủ, nhưng mặt khác bà ấy lại thiên về hướng tả. Thế thì hai cái câu chuyện đó bà sẽ cân đối cái ưu tiên chung của Đảng và cái thiên tả của bà như thế nào là cái điểm chúng ta cũng phải chú ý. Và trong quan hệ với Việt Nam cũng sẽ phải chú ý.
Cái điểm thứ hai nữa, ông Trump nếu có thắng cũng không giống Trump 1.0, bởi vì 8 năm sau nếu ông quay trở lại thì chắc chắn có mấy điểm sẽ khác, tình hình quốc tế đã khác. Thứ hai nữa là cái mâu thuẫn của ông với dân chủ cũng sẽ rất khác. Và cái thứ ba nữa, ông có những cái bài học trong nhiệm kỳ đầu, đặc biệt là cái sự trung thành của cái lực lượng mà cố vấn cho ông ấy, những người làm cho ông ấy, cũng có những người mà đảo chiều mà ông rất cay cú. Thế thì quay trở lại mà có thể nói là chúng ta phải đặt nó trong cái bức tranh chung đó. Cái điểm thứ hai nữa là những điểm cần chú ý nếu Kamala Harris hay Donald Trump lên nắm quyền. Tôi cho rằng cái bề chung của quan hệ hai nước nó có ba cái điểm mà vẫn tiếp tục thuận lợi. Cái thứ nhất là cái phát triển trong thời gian vừa qua là nó có lợi ích của cả hai nước. Mỹ có lợi ích trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam cả về kinh tế, thương mại lẫn về cái địa chiến lược ở khu vực này. Và Việt Nam cũng có lợi ích, cho nên nó có sự đồng thuận của hai đảng trong thời gian hiện nay cũng như trong trước đây. Thế cho nên nó sẽ thuận, nó có chiều hướng thuận. Cái điểm thứ hai nữa là Việt Nam tiếp tục có cái vai trò ở đây. Việt Nam tiếp tục coi trọng cái quan hệ với khu vực và các nước lớn. Cho nên cái chính sách này cũng sẽ phù hợp với cả Trump và cả bà Kamala Harris. Cái thứ ba nữa, hai nhân vật này không phải là hai nhân vật mới trong quan hệ với Việt Nam. Ông Trump cũng đã có một nhiệm kỳ và ông đã từng hai lần đến Việt Nam, 2017 và 2019. Và cũng có những cái ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam, mặc dù cái cách của ông thực dụng hơn, nhưng đều có cái tốt. Trong khi đó bà Kamala Harris thì 2021 là cái nhân vật lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ, ngay trong cái năm đầu tiên đã đến Việt Nam. Thế thì mình nghĩ rằng cũng có những cơ sở đó. Nhưng cái khác, từ cái chung đó mới thấy cái khác. Nếu bà Kamala Harris lên cộng với là cái chung của dân chủ, cộng với cái thiên hướng thiên tài, chắc những câu chuyện về tiêu chuẩn môi trường, lao động, nhân quyền, dân chủ, bà sẽ chú trọng nhiều hơn. Và cái tiếp cận chú trọng này trong cái tương quan chiến lược với cái quan hệ với khu vực và với Việt Nam như nào là chúng ta cũng phải xử lý. Trong khi đó với ông Donald Trump thì chắc chắn câu chuyện về thương mại và kinh tế như anh Sơn nói, và trong đó cái thâm hụt thương mại là một cái đang tồn tại khách quan rất lớn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thế thì liệu ông Trump có dùng vấn đề này làm những cái mặc cả và làm những cái mà ngã giá với Việt Nam hay không cũng là một câu chuyện. Nhưng chắc chắn là nếu quan hệ với Việt Nam, không chỉ là với Việt Nam mà còn với khu vực này, thì tiến sĩ Sơn có nói rất rõ là với các đối thủ của ông ấy như là Nga hay là Trung Quốc, với các đồng minh của ông như là Nhật Bản hay Ấn Độ hay Úc, với các cái thiết chế đa phương ở đây như là ASEAN, ông sẽ ứng xử thế nào, và các đối tác trong cái chiến lược chung ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương như thế nào. Thì cá nhân tôi thấy rằng là có rất nhiều những vấn đề nó đặt ra, dù rằng quan hệ hai nước có những cái cơ sở để tiếp tục thúc đẩy vì nó phù hợp với cả lợi ích của Mỹ lẫn lợi ích của Việt Nam, phù hợp với cái địa chiến lược của Mỹ ở cái khu vực này. Nhưng chắc cái sắc thái, cái thứ tự ưu tiên và cái cách tiếp cận, ông Trump sẽ thực dụng hơn và Kamala Harris sẽ chiến lược hơn. Cho nên chúng ta phải đánh giá rất kỹ càng các cái khả năng khác nhau, các cái ưu tiên khác nhau của cả hai ứng cử viên này để có cái chuẩn bị từ trước. Nhưng đồng thời, chúng ta đã có kinh nghiệm trong cái quan hệ với Mỹ ở những cái chính quyền của các cái đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa trong những thời kỳ khác nhau. Cho nên nhấn vào cái song trùng về lợi ích trong song phương, nhấn vào cái song trùng về lợi ích trong địa chiến lược khu vực này, chắc chắn chúng ta duy trì được tiếp tục cái đà quan hệ. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay đã gần đến đích và tân Tổng thống Mỹ cũng sắp lộ diện. Những chia sẻ vừa rồi của Đại sứ Phạm Quang Vinh và Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn đã cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, dự báo về chính sách đối ngoại của Mỹ khi có tân Tổng thống cũng như quan hệ Việt-Mỹ hậu bầu cử. Có lẽ đã đến lúc này, mỗi chúng ta đều có suy đoán về người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của riêng mình. Hãy cùng đón chờ kết quả chung cuộc trong vài ngày tới. Xin cảm ơn hai khách mời đã tham gia chương trình. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.